Rồi, em chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Rồi, mọi người mua hàng liên hệ số ngoại của em nha, 034 810 843 nè. Em cập nhật cái phần danh sách mấy món hàng bán hay là còn ở dưới cái tiêu đề của video này á, mọi người bấm ở dưới để xem. Rồi, mọi người nhớ bấm vô đăng ký kênh để theo dõi mấy cái video em đăng lên mới nhất ha. Mình bấm đăng ký thì nó mới thông báo về cho mình mấy cái video mới để mình tiện theo dõi á. Rồi hôm nay là cái video 93 nha. Xin lỗi là 92. Giới thiệu mấy cái món đồ sau đây nè. Đầu tiên là cái cây kéo cắt cành ha. Cái cành này của thị sĩ mọi người. Đây, Swiss Whitmat nè. Whitmat là của thị sĩ nha. Thị sĩ sản xuất nè. Đây cái nước thép nó nhìn rất là khác biệt ha, rất là khác cái thép của Nhật. Cái khóa đây, quay cận vô cái lưỡi ha. Em cắt miếng giấy thử nha mọi người. Đây. Đây tình trạng đó nha mọi người. Đó. Cái thế cầm rất là êm tay nha mọi người, cắt rất là êm, nó như là nó có cái lực á cho mình cắt rất là nhẹ tay. Đây nó không có độ ghê luôn nha mọi người, ở đây là không có độ ghê luôn nè, nó xài rất là bền, cái thép này rất là bền. Cái này là nó đang xài ha, đang xài chưa có mài lại nữa, chung là nó về đây chưa có mài lại nha mọi người, chưa có sửa đó, chưa mài. Đây chi tiết cái lưỡi nữa ha, này nó đang xài ha. Đây không có độ rơ nha mọi người, chú ý ha, không có độ rơ luôn, là nó chưa có bị khuyết hay gì vậy, rất là cứng. Rồi cái cây cắt cành thụy sĩ này có kích thước là 20 nha mọi người. Một kích thước tiêu chuẩn thông dụng là 20 cm. Cán đúc bằng nhôm, lưỡi bằng thép nha. Đây. Nó sẽ cầm rất là êm tay và nhẹ tay. Cái phần thép này thì nó tính ra cái trọng lượng nó cũng không có khá nhẹ đâu, cũng cầm vừa vừa nha mọi người, tại vì thép nó nặng, thép nó cứng á. Rồi cái cành này có mã là 9201 nha, giá bán là 500 ngàn. Tiếp theo là một cây cắt ống nước của thương hiệu là Super Tool của Nhật mọi người. Super Tool đây, đây anh đóng và bên trong đây nè. Đó. Đây cái lưỡi này nó nhảy ra nhanh ha, chỉ cần giúp cái là nó nhảy ra nhanh, nó mở ra có lò xo nó bung ra ha mọi người. Đây là size 42 nha, cắt được ống to nhất là ống 42, rất là to luôn. Kích thước của nó là 20, đây 20, gần 24 cm ha. Cắt thử cái ống nước này nha,
Đó. Đây lưỡi nó đứt rất là ngọt ha. Nó không có bị dính gì hết. Rồi cái kéo cắt ống nước này có mã là 9202 ha. Giá bán là 450 ngàn. Tiếp theo là một cây cắt cáp. Đây kìm cắt cáp ha. Đây là kìm cắt cáp của thương hiệu ARM của Nhật. Đây cắt cáp thông dụng để anh em xài cắt kẽm nè, cắt dây cáp, cắt đinh đồ. Rất là tiện dụng ha. Ở đây nó có một cái khóa gài rồi nữa nè. Xài xong rồi anh em gài lại ha. Đây kích thước là 21.5 cm ha. Rất là gọn vừa tay. Như cắt hàng rào kẽm, hàng rào B40 rồi á, xài nó rất là tiện ha. Rồi cây cáp này có mã 9203 nha. Giá 250 ngàn. Tiếp theo là một cây thước Livo bằng nhôm. Ở đây cây này còn rất là đẹp. Nè, nhôm còn rất là đẹp, ít chày ha. Đây made in Japan nha mọi người. Dòng này của nó Nhật nha. Còn màu sáng luôn nè. Cây này nói chung còn rất đẹp. Ở đây nó có hai cục 500 luôn mà. Ở đây là 500 ha. Thước này có 500. Đây. Thước này có kích thước là đây, size này 38 cm mọi người. Size 38 ha. 38 cm. Chiều cao là 56 mm. 5.6, rộng là 2.6. Bằng nhôm đúc rất là dày ha. Đây. Rồi cái thước nhôm này có mã là 9204, giá 300 ngàn. Rồi tiếp theo em về một cái cọng dây. Rồi tiếp một cái cọng dây mài ha. Cọng dây mài khuôn. Đặc biệt cọng này nó rất là đặc biệt là nó chuyển từ 6 mm xuống 3 mm nha mọi người. Cho mọi người làm đồ nhỏ nè. Cho mọi người mài cái tạo hình cái đồ nhỏ ha, đồ chi tiết đồ nhỏ. Đây là cốt 3 ly, đây kẹp cốt 3 ly. Đây quay lên rất là nhẹ nhàng, dây còn đẹp ha. Cầm rất là gọn tay luôn. Rồi cái dây này nó dài cỡ 90 cm mọi người. Cái dây mài khuôn này là 90 cm ha. Đây dây mài khuôn này có mã là 9205, giá bán là 600 ngàn nha. Rồi tiếp theo em có mấy món đồ bán như là hành lý này. Đó hết mấy món này rồi. 1, 2, 3, 4 món rồi mọi người. Đây 4 món hành lý rồi có giá là 350 ha. Đây cái chụp đèn nè, bên trong nguồn sứ, nó không có dây điện nha. Ở đây có công tắc hay gì đó cũng không rõ nữa, nó xoay qua xoay lại nè, chắc là công tắc nè. Đây dây điện ở đây cắt rồi, bị cắt ha. Ở đây còn 500 mọi người, nó là nó dính 500
nó ướp rồi nó rớt ra, ướp là nó nhả ha, đó nó nhả rồi nè, nó hết lại thì rất mạnh đó. Rồi cái đè là một ha, cái kìm nè, cái kìm này hai, cái kìm này đặc biệt, kìm lạ, là một cái kìm này cũng lạ nữa, kìm cắt nhưng nó có gây rãnh nè, nó là lạ. Rồi với lại cái cây này cắt ống đồng ha, cắt ống đồng cái lưỡi này thì còn cắt được, ở đây nó gãy cái đầu do ống à, nó gãy cái đồ này nè, cắt này cũng mỹ luôn rồi, vô đây luôn. Đây còn quay bình thường ha. Rồi ba món nè, như cái chục đèn này bốn món nè mọi người, có mã là 9206 ha, giá 350.000 nè. Rồi tiếp theo mấy món linh tinh này nữa nè, đó cái đồng hồ với cái bộ, đây là một bộ có lưỡi câu mọi người, lưỡi câu cá là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 cái lưỡi ha, 8 cái lưỡi câu cá. Đây là lưỡi câu cá này, lưỡi câu cá của Nhật. Đây lưỡi của thương hiệu này nè, nó vô nó tóm sẵn cái dây luôn nha mọi người, đây tóm sẵn cái dây luôn à, dây chắc là 45 cm á, cái dây nó tóm sẵn á đó. Nó quấn ở đây nè, mỗi lưỡi nó tóm một cọng dây. Cái đồng hồ này của này thương hiệu gì, đây là cái thương hiệu đó nè, quạt gì đó. Ở đây thương hiệu nó là Emagi nè, đây, thương hiệu đó đỏ đó. À, cái này là cắm pin nó còn chạy không à, cắm pin cho nó còn chạy, có cắm thử thì pin nó chạy rồi. Ở đây một cây kìm gì chắc kẹp hàng quá của gốt nè, đây dẹp bên luôn, đây dẹp bên luôn ha, kìm mini nhỏ xíu. Cái lưỡi cưa nè mọi người, chế gì chế, cưa ra là sắt luôn. Cái móc khóa, đây cái móc khóa ha, khóa bằng nhựa. Rồi ok, là 1, 2, 3, 4, 5 món ha. Đây 5 món. Rồi 5 món này có, nó có mã là 9207 mọi người, giá là 200.000. Rồi tiếp theo một cái bộ, đây là một cái bộ đồ dùng gia đình, muỗng nĩa đâu ha. Đây đây hàng mới chưa sử dụng luôn mọi người, về cái bộ này rất là đẹp. Đây nĩa nè, cái này dùng 2-4 người ha, 4 người mọi người, đây gia đình 4 người. Đây lấy thử cái muỗng ha, đây cái muỗng này mọi người, đây cái muỗng là Nhật sản xuất nè, nó in nó khắc tên thương hiệu và Nhật sản xuất ha. Đây cái nĩa ha, cái nĩa nó cũng có khắc thương hiệu luôn. Ở đây là con dao, đây là con dao, dao gọt trái cây ha. Đây mới tinh luôn, rất bén á, chưa sử dụng luôn. Còn đây là cái gì không có gần nữa,
cũng có khác thương hiệu. Đây là cái khui hộp ha, khui bia. Này khui bia nè. Đây kích thước nó nha mọi người, kích thước cái muỗng nè là 12 cm nha. Rồi con dao là 15 cm. Đó. Rồi cái hộp đồ dùng gia đình này có mã là 9208 nha. Giá 650 ngàn. Tiếp theo làm về được cái bình nước giữ nhiệt của Nhật. Đây là cái thương hiệu Sanrio. Ở đây thương hiệu nó đây Fuji Maru. Ở đây là cái địa chỉ sản xuất ha, địa chỉ của công ty này nè. Bình này có dung tích là 0.47 lít nha mọi người. Đây 0.47 lít. Đây của Nhật sản xuất nè. Đây công ty là Fuji Maru. Còn rất là đẹp. Đây cái nắp. Bình rất là dày. 0.47 mà nó rất là dày nè. Ha. Nó dày thì nó sẽ giữ nhiệt rất là tốt. Đây. Trông rất là đẹp mọi người. Bình không có bị mớp gì hết á. Nè, không có bị cấn ha. Chung còn nguyên dạng. Đây kích thước của cái bình nè. 22.5 ha. Chiều rộng là 8.5. Rồi cái bình của Nhật này có mã là 9209 nha. Giá bán 300 ngàn. Tiếp theo về được mấy cái bộ bánh xe nữa mọi người. Mấy bộ bánh xe của Nhật nha mọi người. Đây bộ bánh xe của thương hiệu là SK. Hàng này cho thị trường Nhật nha. Nên nó rất là chất và nó dày. Đây nó dày mà nó cứng nha. Bánh này thì có nó có đủ bạc đạn hết, 1 2 là 3 cái bạc đạn nha. Đây bánh cũng có bạc đạn hết nha. Ốc nó dùng là gòn chống chống xay nè. Chung là hàng rất là chất lượng. Một bộ nó sẽ có là 4 bánh mọi người, em bán bộ là 4 bánh, nó gồm hai cái bánh có cái khóa nè. Đây là cái khóa. Nè, và bánh này trơn không có khóa nè. Hai bánh khóa và hai bánh không khóa là một bộ là 4 cái. Đây cái bánh khóa là nè mọi người. Đây cái bộ này nó khóa lại, nó khóa như vậy mọi người. Khóa luôn cái ở trên, khóa bánh và khóa cái cốt ha. À. Kích thước cái bộ này là chiều cao nó 13 cm nha. Đây chiều cao nè. Đường kính cái bánh này là 10 cm mọi người. Chiều rộng nó là 3 cm. Đây đo luôn cái lỗ ốc cho người dễ sử dụng nè. Lỗ ốc nè. Đây lỗ ốc nha. Đó. Rồi bộ bánh xe này có mã là 59210 nha. Giá bán là 500 ngàn.
bỏ 4 cái mọi người. Rồi, đó cũng là cái sản phẩm cuối cùng ha. Em kết thúc cái video đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, ủng hộ.